Em xin kính chào tất cả mọi người. Chúng anh gửi lời chào tất cả anh em đồng nghiệp. Hôm nay em đang cào dọn cỏ làm cái mặt bằng ngay tại lề đường. Cũng xin giới thiệu mọi người, đây là đảo Phú Quốc thuộc dự án công ty BIM Group. Chỗ em đang làm đây là ngay vị trí em đang làm đây là khu này người ta gọi là Waterfront. Tiếng là toàn tiếng Anh không à. Ở đây do đây là khu du lịch đó, ít khi người ta đặt tiếng Việt lắm. Ta đặt đa số là khu bằng tiếng Anh rất là nhiều. Nên khu này gọi là Waterfront. Hôm nay kỹ thuật yêu cầu làm cái mặt bằng để trồng một cái hàng dừa ngay tại đây để tạo cái cảnh quan hai bên đường á cho nó đẹp. Trồng một hàng cây rồi trồng thêm bông này kia. Cái này mình chỉ cào một lớp cỏ sơ qua, sau đó mình sẽ gạt hạ cho nó bằng phẳng, chủ yếu là tạo cái mặt bằng để sau này người ta la đào và trồng cây. Không cần kỹ lắm nhưng mà mình làm tương đối thôi, vì sao là các lãnh đạo hay là các sếp đi qua là nhìn thấy bằng là được à. Cái này thì rất là dễ làm, kể cả là anh em mới vô học nghề xúc đào bánh lốp cũng làm được. Thì tại sao là cái này mình có cái mặt bằng đường có sẵn rồi, mình chỉ canh mặt bằng đường mình làm mặt bằng thôi. Em cũng có vài lời chia sẻ cho tất cả những người anh em mới bắt đầu vào làm cái nghề máy xúc đào bánh lốp hay là cũng nghề máy xúc. Thì có nhiều người hỏi em là giữa bánh xúc, bánh xích và bánh lốp cái nào làm việc khó hơn, thì cái nào cũng có phần khó hết, cũng do ăn thua là do tay nghề mình làm thôi. Còn riêng biệt về bánh lốp thì chắc chắn là sẽ khó hơn một chút với bánh xích. Bánh xích thì nó luôn luôn là đầm và cố định, thì cũng tùy theo công việc mình làm thôi, không phải lúc nào nó cũng dễ đâu. Còn bánh lốp thì nó hay là bập bình, vì sao? Do mình đứng cái mặt bằng mình nó không có bằng thẳng. Luôn luôn là anh em mới vô học nghề hay là mới vô làm cái nghề máy xúc đâu cũng vậy, bánh lốp hay bánh xích cũng vậy, mình phải tạo mặt bằng đằng sau cái máy mình đứng, luôn luôn phải có mặt bằng chuẩn mình mới làm cái mình mới thi công nó mới chuẩn được. Còn nếu mình không tạo cái mặt bằng cho máy mình đứng thì nó sẽ bập bênh, dù bánh lốp hay là bánh xích cái nào cũng vậy. Riêng về bánh lốp thì mình phải làm cho nó bằng thẳng, để sao để sợ phải gặp đá nhọn hay là vật nhọn nào đó nó sẽ đâm vào lốp, hoặc là sợ máy mình sự cố này kia chạy dọc vậy. Nhất mình có cái mặt bằng để mình xuống mình kiểm tra ngay gầm ở dưới máy đó. Thì muốn làm cái này cho nó bằng thì mình sẽ canh cái mặt bằng đường, thì cứ thế mình làm thôi. Thì kỹ thuật cũng bên em cũng có yêu cầu là canh mặt bằng từ ngoài đường đi vô thì mình làm sao mà nó tương đối là được à. Cho nên là cái này rất là dễ làm, không cần bắn, cứ canh theo mặt đường mình làm thôi. Nhiều chỗ người ta cũng phải đo mặt bằng này kia thì mình làm thì quen rồi, mình nhìn bằng mắt thường là với lại cái này thì người ta không có yêu cầu mình làm chuẩn, chỉ cần làm cái mặt bằng, có cái mặt bằng mình trồng cây là được à. Đó, anh em thấy không, chỉ cần để cái gờ bằng thẳng. Gạt cái này thì mình không cần phải gạt nhanh, nên gạt từ từ thôi. Nếu mà mình gạt nhanh quá thì nó sẽ lõm, không được bằng thẳng. Nên anh em mới vô học nghề lưu ý thì nghề nào cũng vậy, bánh lốp hay bánh xích cũng vậy. Mình không cần phải làm nhanh, cũng không nên là làm chậm, cũng tùy theo công việc. Thì mình muốn làm có một cái thí dụ mình làm đường hay là đào cái mương hay làm vuông tôm hay là làm ao này kia, móng nhà này kia, tất cả công việc thì mình cũng phải làm liên quan tới kỹ thuật, là mình phải làm từ từ nó mới chính xác được. Còn anh em làm nhanh quá thì cái độ chính xác thì nó sẽ không có chuẩn. Mình làm từ từ canh lại, mình làm sao mà vừa tầm cái sức của máy mình hoạt động là được, không cần thiết phải nói là hết mức.
Còn mà mình làm nhanh, muốn tiến độ nhanh thì chỉ có là mình làm là nhận khoán. Dù mình khoán hay là mình làm ăn theo phần trăm liên quan tới đồng tiền mình, hoặc là làm nhiều ăn nhiều thì mình mới làm nhanh được. Còn cái này thì mình làm theo giờ hàng tháng, theo công việc mình làm theo lương tháng thì mình cứ làm sao mà cho nó chuẩn, có một cái mặt bằng đẹp và được. Cũng không phải là làm cao giờ, cũng không phải là làm tốc độ nhanh, chung là làm đều tay chuẩn là được. Đó, mọi người có nhìn thấy mình cào một lớp sơ qua để xong rồi mình quay lại mình gạt. Cái chỗ nào mình thiếu thì mình lấy từ trong ra ngoài, còn chỗ nào mà nó đã tương đối rồi mình gạt từ ngoài đường đi vô, đi vào trong. Còn chỗ nào thiếu thì mình gạt từ trong ra ngoài, cứ gạt qua gạt lại thôi, bù qua bù lại thôi. Cái mặt bằng thì không phải là lúc nào mình cũng theo cái mặt đường, từ mặt đường là mình gạt vô trong. Vì dù chỗ nào cao mình lấy từ, mình hạ từ chỗ đó xuống gạt bù lại chỗ thấp. Còn chỗ nào mà nó tương đối rồi mình sẽ hạ sơ qua. Sáng nay có cái anh kỹ thuật, anh mới nói với em sao cô bác không dùng lam gạt cho nó nhanh, đỡ phải cào cho mất thời gian. Nhưng mà mình nói thực tế thì cái này là không có dùng lam làm được. Nếu mà làm cái mặt bằng này, ủi sẽ chỉ có là xe ban mới ủi thì mới có mặt bằng chuẩn được. Vì người ta cái lam của người ta, cái ben của người ta là lên xuống nghiêng qua nghiêng lại được, nên người ta làm nó rất là gọn. Còn mình dùng mà cái lam của mình làm thì nó rất là khó. Thứ nhất là nền nó dày, nền đất nó dày. Hai nữa là khối lượng cọ nó nhiều, mình làm nó sẽ còn mất thời gian hơn là mình cào bình thường. Cũng có anh em họ hỏi em là cào sơ qua lấy cái lam gạt, nhưng mà cũng khó. Bởi vì cái này là nền này nó không phải chỗ nào nó cũng cứng. Có chỗ thì người ta đổ đất hồi xưa thì nó cứng, còn có chỗ người ta, tại vì cái đảo Phú Quốc này đa số là nó là nền cát nhiều, nên là mình mới vào bánh lốp thì mình không có chạy được, nên mình phải dùng cái gàu mình cào. Làm tất cả là mình làm là bằng gàu hết. Chứ còn mà mình muốn lấy lam mình gạt thì có là thứ nhất là nền đất mình làm thì mỏng, hay là chỗ nào mà ít đó, mình mới dùng lam mình gạt được. Còn vị trí mà nhiều rồi thì mình không có dùng lam mình làm được nhé anh em. Này thì em chủ yếu là muốn chia sẻ cho những người mới bắt đầu vào làm, cũng như là dù anh em mới bắt đầu làm máy xúc hay là những người có kinh nghiệm cũng vậy thôi. Không phải lúc nào mình dùng lam là gạt cái mặt bằng nó chuẩn đâu. Đương nhiên là xúc đào bánh lốp hay là bánh xích, nhất là bánh lốp thì nó phải luôn luôn nó có cái lam. Mấy lốp nào cũng vậy, luôn luôn là nó có cái lam. Có chiếc có lam, có cả chân vịt, nhưng mà đa số có đó, có số không thì cũng tùy vào đời xe đời máy. Có những máy 140 là người ta thích xài chân vịt để người ta làm việc nó an toàn hơn. Còn có những người gì người ta không thích có chân vịt thì vì nó hay vướng, thì bỏ chân vịt đi thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Còn mà dòng lớn hơn, đơn giản như dòng 180 hay là 200, 210 thì luôn luôn nó phải kèm theo cái chân vịt rồi, tại vì nó là to xác. Nó bự, nó là nặng, phải có chân vịt để mà nó chống an toàn, làm việc nó không có bập bênh. Chia sẻ cho anh em sơ qua về cái kinh nghiệm của em. Lúc trước kia thì em cũng có làm bánh xích, mình cũng từ bánh xích lên bánh lốp. Mà lúc đầu mình từ bánh xích làm bánh lốp qua bánh lốp thì nó rất là khó làm nha. Mà từ bánh lốp xuống bánh xích rồi anh em làm thì rất rất là dễ. Thì bánh xích luôn luôn lúc nào cũng đập,
đầu vào làm bên lớp thì nếu mà làm thì mình là cũng làm bình thường, nhưng mà cách di chuyển á, nó chưa quen, phải thời gian mình, cái độ thời gian mình quen á phải mất 1 tuần mình mới di chuyển quen được. Cũng tùy theo người thôi, có người ta ngày 2 ngày người ta lại làm được rồi, có người là mất 1 tuần, có người mất 1 tháng đó. Lúc em mới bắt đầu vào làm bên lớp thì em mất khoảng là 1 tuần em mới di chuyển quen, em chạy tới được. Nhưng mà lúc mình chạy ve thì lui lái bằng bánh sau, đợi cái đầu lam đi trước á, là tại vì là cái vô lăng nó là ngược nha, chứ không phải là nó thuận, độc thuận đâu. Khi mà mình cua sang sang trái, mình muốn cua sang phải phải quay vô lăng sang trái, còn mình muốn qua trái thì phải đánh vô lăng qua phải đó. Vậy nha anh em, lúc mà mình chạy lui á, chạy về cái đầu lam đi trước á, thì mình mới luôn luôn là nó ngược, còn mình gắt qua cái đầu thuận mình chạy rồi thì nó sẽ dễ, thì mình đánh qua trái thì đánh vô lăng qua trái thì xe mình cua qua trái thôi, qua phải thì xe mình qua phải thôi đó. Còn mà mình chạy dê lui thì cái vô lăng nó phải đánh ngược lại. Thì đó là theo cái chia sẻ của em về cái máy xúc đào bên lớp. Còn bánh xích thì em cũng đã từng làm qua nhiều rồi, kể cả là từ cái dòng nhỏ cho tới dòng lớn, từ tay thuận tới tay nghịch. Nói chung là nó có một tay mà, dù thuật thuận hay nghịch thì cái nào mình cũng làm được hết. Trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ là mình đã làm được rồi, đối với những người làm lâu năm. Còn có khi là những người ta mới vô làm á, có khi là ngưỡng mất vài ngày. Đó là tùy theo, ngôi em cũng nói là tùy theo người, cũng tùy theo cái ý của mình, mình có sáng ý hay không. Đó là những gì anh chia sẻ qua. Làm bánh lốp thì nó sẽ không như bánh xích. Dù bánh xích thì là một chỗ, cũng như em xem rất nhiều video anh em làm YouTube ở ngoài, ta làm vuông làm ao, cũng như anh em miền Tây sông nước, là người ta nhẵn vuông ao, người ta làm theo cái khối lượng phần trăm. Người ta chỉ làm xong cái ao đó người ta mới qua ao khác. Còn bánh lốp thì như em đang làm cái dự án công ty thì một ngày mình làm rất là nhiều chỗ, yêu cầu là làm chỗ này một đoạn, chỗ kia một đoạn, có khi đạp móng nhà, có khi là bánh lốp đi đào đặt cống, khi mình đi làm mặt bằng, khi mình trồng cây, nói chung có việc này gì mình làm việc đó. Cho nên những anh em nào mới đi làm xúc đào bánh lốp, đặc biệt là những anh em nào mà đang làm công ty, công trình, dự án, chắc chắn là sẽ không bao giờ làm một vị trí rồi. Bánh lốp thì lưu động mà, làm rất là nhiều chỗ, rất là nhiều việc. Thì nếu mà để chọn bánh xích với bánh lốp thì chắc chắn là bánh xích thì làm cố định hơn, an toàn và cố định, và làm thì nó sẽ khỏe hơn bánh lốp. Còn bánh lốp thì nó sẽ làm nhiều vị trí khác nhau, nó không làm cố định như bánh xích, nên em cũng chia sẻ qua cho anh em để anh em biết thêm. Cũng cảm ơn em, tất cả mọi người cũng xem cái video của em. Lúc nào rảnh rỗi thì em sẽ làm nhiều cái video, và cũng như công việc em đang làm, để chia sẻ lên cho tất cả mọi người, cho tất cả anh em. Cho em xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người, cũng như là cảm ơn tất cả anh em.